Chào tất cả mọi người, mình là Ánh Dương đây. Chúc mọi người thật vui vẻ và thư giãn khi xem video của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Yêu mọi người. Ly Thừa lạnh lùng nhìn hắn ta nói tiếp, anh không có lý do hoài nghi tôi, càng không có tư cách sỉ nhục tiên sinh nhà tôi. Bạch Tử toát mồ hôi nghĩ, sao cậu ta có thể là người? Lẽ nào thuốc có vấn đề? Ly Thừa nhếch môi nói, vì anh mà bây giờ tâm trạng của tôi không tốt, đánh anh một trận không sao chứ? Bạch Tử đau đớn ôm bụng nói, vừa nãy đúng là mạo phạm rồi tôi chỉ muốn ly tiên sinh ký một tờ đơn mà thôi ly thừa che miệng ra vẻ hối lỗi nhưng chân vẫn dẩm mạnh nói thì ra là vậy xin lỗi tiến sĩ bạch con người tôi thích động thủ luôn không biết nặng nhẹ chú từ đứng xem vô cùng hoang mang bá vương ăn thịt người trước mặt là ai bà xã ôn nhu yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân đi đâu rồi sau khi ký xong ly thừa ném nó cho bạch tử nói ký xong rồi cút đi không tiễn bạch tử tức giận nắm chặt tờ đơn nói ly tiên sinh hôm nay làm phiền rồi lần sau gặp Ly thừa mỉm cười nói, không cần, tôi không thích giao lưu với chó. Bạch tử cắn chặt răng nghĩ, chỉ cần là yêu thì nhất định sẽ có sơ hở. Đợi tôi tìm được chứng cứ thì không ai có thể bảo vệ cậu nữa. Vừa rời khỏi biệt thự, Bạch tử liền ra lệnh, mẫu máu vừa rồi vốn định đưa cho cấp trên, nhưng giờ đưa đến phòng thí nghiệm của ta đi. Vừa dứt lời liền có tiếng đáp, vâng, tiến sĩ. Trong phòng, chú tử liền hỏi, kỹ năng diễn xuất như xuất thân chính quy ha? Ly thừa chột dạ đáp, cũng không phải. Long thầm nghĩ, đời trước lấy xương xương giải ảnh đế, chú từ bất lực thở dài trước mặt anh thì đến nắp chai cũng không vặn được em xem anh là khỉ mà chơi đùa sao ly thừa vội giải thích em không có em sợ anh không thích người hung dữ chú từ áp sát cậu nói thích một người là xem người đó có hung dữ không à lẽ nào em sợ anh ly thừa lắc đầu đáp không sợ chú từ hôn lên má cậu nói vậy thì làm chính mình đi lòng anh thầm nghĩ em như nào anh cũng thích ly thừa dịu dàng hỏi xin lỗi chú từ em không nên lừa anh nếu anh tức giận thì có thể đưa em đến phòng thí nghiệm để bạch tử mổ bụng em ra xả giận cho anh chú từ ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu nói em nói gì đó anh sao có thể đưa bạn lữ của mình đến nơi như thế lẽ nào em đồng ý kết hôn với anh cũng có mục đích khác ly thừa lắc đầu nói không có mục đích cậu ngượng ngùng cúi đầu nói vì thích anh cho nên kết hôn với anh cho dù biết anh có mưu đồ cũng muốn ở bên anh chú từ sủng nịnh chọt nhẹ lên trán cậu nói em có phải heo không chút ý thức nguy hiểm cũng không có nếu hôm nay anh không bảo vệ được em thì em có nghĩ đến hậu quả chưa ly thừa ôm lấy cổ anh nói anh không nỡ đâu mà chú tử. Chú tử đỏ mặt nghĩ, Tạo Nghiệt, tiểu hồ ly đúng là quá hiểu mình, anh ôm lấy cậu nói, em không hổ là hồ linh tinh, Ly Thừa liền phản bác, em không phải hồ ly tinh, chú tử liền hỏi, ồ vậy thì là gì? Ly Thừa nói vào tai anh, vợ anh, một tay cậu dụ dỗ sờ cơ ngực anh, chú tử liền đè cậu xuống giường cảnh cáo, em thành thực cho anh, bây giờ anh không có tâm trạng. Ly Thừa hoang mang nghĩ, chú tử vậy mà không động tình với mình, Ly Thừa vẻ mặt đau lòng nói, cho nên bây giờ anh không cần em nữa sao? chú từ cầm hộp sơ cứu nói nghĩ bậy cái gì vết thương trên người em còn chưa chữa xong anh không phải cầm thú anh cầm tuyết thuốc trên tay dịu dàng nói tiếp em không yêu thương cơ thể của mình thì tự sẽ có người thương em ly thừa thầm nghĩ thì ra là muốn bôi thuốc chú từ vừa bôi thuốc cho cậu vừa đau lòng vậy mà biến bản thân thành ra thế này anh dịu dàng hỏi đau không ly thừa rung rẩy nói đau rất đau chú từ dán băng gạc lên cho cậu anh giận dỗi nói vừa rồi làm bản thân bị thương thì không nghĩ đến nào còn nhốt bản thân lại Ly thừa dịu dàng nhìn anh đáp, lúc cào bản thân bị thương không đau bằng lúc nhìn thấy anh bước vào, vì Bạch Từ muốn em giết người. Em rất sợ sẽ làm tổn thương anh, chú từ cưng chiều hôn lên băng gạc trên ngực nói, sau này không cho phép làm bản thân bị thương nữa. Ly thừa ôn nhu nhìn anh hỏi, vậy anh thì sao? Vừa rồi em cắn anh sao anh không tránh, chú từ chăm chú nhìn cậu, anh cam tâm tình nguyện để em cắn, Ly thừa đau lòng mắng, chú từ. Anh là tên ngốc, chú từ liền nói, còn dám mắng anh, vừa rồi chút nữa thì em mất ông xã rồi hồ yêu các em đều không có lương tâm như vậy sao ly thừa ôm lấy mặt anh trêu chọc sẽ không nếu cắn chết anh thì em thiệt rồi tài sản của anh còn chưa cho em em có lương tâm chú từ dịu dàng hỏi vậy em nghĩ ân cứu mạng này nên báo đáp thế nào chưa cậu không do dự hôn lên môi anh rồi dụ dỗ nói anh muốn em làm thế nào chú từ nắm lấy tay cậu áp lên tay khàn giọng nói gọi anh trai ly thừa liền đáp anh chiếm tiện nghi của em chú từ nghiêm túc nói em gọi không không gọi anh sẽ giận đó ly thừa ngượng ngùng gọi anh anh trai chú từ khàn giọng nói thêm lần nữa ly thừa đỏ mặt gọi anh trai chú từ ôm lấy cậu hôn ly thừa liền hỏi anh làm gì không phải không có tâm trạng sao chú từ không do dự đáp bây giờ có rồi tiểu khanh ho khan nói cụ đúng là ngày càng biết chơi sáng hôm sau ly thừa vẫn đang ngủ say tiểu khanh gọi cậu chủ tử mau tỉnh lại ly thừa khẽ nói a khanh đừng nháo trời gần sáng tôi mới được ngủ để tôi ngủ thêm chút cậu mơ màng vươn tay sang bên cạnh lần mò tên khốn chú tử người đâu rồi tiểu khanh gấp gấp nói hồ yêu chạy thoát khỏi khế linh thụ rồi cậu còn không dậy thì nơi này sẽ bị lật tung mất ly thừa kinh ngạc nói cái gì tiểu khanh vội nói chú tử đã đi rồi cậu mau đi theo ly thừa vừa mặc quần áo vừa ghét bỏ nói đám phế vật khế linh thụ này đến một hồ yêu cũng không nhốt được đúng là không khiến người ta an tâm mà cấm địa thú linh tiểu khanh bám trên vai cậu nói từ đây đi qua nơi sâu nhất chính là bách yêu kháng nơi mà yêu vương ở ly thừa ngạc nhiên hỏi hư vọng không phải loài người làm chủ sao sao lại có cả yêu vương Tiểu Khanh giải đáp, ừm, yêu vương cùng loài người ký khế ước không làm phiền lẫn nhau, bình thường không dễ dàng lộ diện, chủ tử cậu hành động cẩn thận, từ trường hư vọng dao động mạnh mẽ, có biến số không rõ. Ly thừa thầm nghĩ, lẽ nào kỳ tư lại làm gì, Tiểu Khanh sửng người quay đầu nhìn lại phía sau, chủ tử, cẩn thận phía sau, phía sau cậu là hồ yêu chợt xuất hiện, Ly thừa liền tránh đi thầm nghĩ, hồ yêu vậy mà chủ động tấn công ta, hồ yêu ngông của nói, phế vật cũng dám bày ra khí thế của hồ thần trước mặt ta, hồ ly bị mất đuôi, mất đi thần cách còn có thể tính là thần sao ly thừa liền hiểu xem ra nó đã biết hồ yêu tụ yêu lực trên tay nói hôm nay ta sẽ giết ngươi rồi lấy kim đan của ngươi để dùng ly thừa cầm xích chói yêu đen mặt nhìn nó nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng không thành bộ dạng bây giờ hồ yêu hoảng sợ nhìn xích khóa yêu sao thứ này lại ở trong tay hắn ly thừa cầm xích khóa yêu thong thả đi đến đến đây đấu với ta một trận nào hồ yêu dung dễ nói làm phiền rồi cáo tử ly thừa khiêu khích nói không phải muốn kim đan của ta sao đừng chạy mà hồ yêu không do dự nói phí lời kim đan nào có quan trọng bằng mạng không chạy thì đợi ngươi giết ta sao chớp mấy bóng dáng hồ yêu mất dạng ly thừa nhìn ngó xung quanh tìm hồ yêu thầm nghĩ chớp mắt đã không thấy đâu nữa nhóc con đáng chết này chạy thật nhanh chợt cậu giữ người nhìn khung cảnh trước mắt đó là tiểu khanh liền nói chủ tử đây là bách yêu kháng có kết giới phong tỏa ly thừa hoang mang nghĩ lẽ nào hồ yêu chạy đến đây vào xem xem trước cậu tụ thần lực kết ấn giới linh phá trận một bàn tay vươn ra từ bên trong kết giới phá vỡ pháp thuật của cậu ly thừa sững người nhìn ai vậy vậy mà có thể một chiêu phá pháp thuật của mình nguyên trưng lạnh lùng nói bạn nhỏ kết giới không thể tùy tiện phá ly thừa sững người sao hắn giống chủ thần vạn hư nguyên trưng vậy ly thừa hỏi tiểu khanh a à, khanh hắn rốt cuộc có phải chủ thần vạn hư không ta có phải quỳ xuống không thấy tiểu khanh không đáp lời lòng cậu thẩm ý. chết rồi hệ thống ngốc không phải bị dọa dạ chạy rồi chứ tiểu khanh chột dạ nghĩ xin lỗi hồ ly chủ tử thật ra tôi luôn là gián điệp của chủ thần đại nhân tiểu khanh chấp tay hành lễ với nguyên trưng Sao ngài đích thân đến đây, là nhớ hồ ly chủ tử rồi sao?" Nguyên Trương lạnh giọng hỏi, vết thương trên người Ly Thừa là sao? Tiểu Khanh toát mồ hôi nói, chúng thuốc, tự cả mình. Nguyên Trương lạnh lùng nhìn nó, cần ngươi có tác dụng gì? Một luồn thần lực liền bao lấy nó. Tiểu Khanh hoảng hốt nói, chủ thần đại nhân tha mạng, là ta quá yếu." Tiểu Khanh hoảng sợ nghĩ, sắp chết rồi, sắp chết rồi, hồ ly chủ tử cứu mạng." Một thông báo hiện lên, Tiểu Khanh mới nhận ra, thì ra là thăng cấp cho mình chứ không phải giết mình. Tiểu Khanh chân thành nói, đa tạ chủ thần đại nhân ta nhất định sẽ cố gắng bảo vệ hồ ly chủ tử nguyên trưng nghiêm giọng nói lần sau ly thừa còn bị thương thì ngươi chết chắc bên kia ly thừa không biết chuyện gì xảy ra thầm nghĩ gặp kẻ địch mạnh thì rụt đầu xem ra phải dựa vào bản thân rồi ly thừa nhìn nguyên trưng có vẻ mặt đáng sợ do dự hỏi người là chủ thần à nguyên trưng sắc mặt không đổi giả ngơ chủ thần chủ thần cái gì nguyên trưng bay đến gần cậu ly thừa thầm nghĩ cũng đúng sao chủ thần có thể chạy đến nơi chim không thèm ý này vạn yêu kháng là địa bàn của yêu vương lẽ nào hắn là yêu vương sao cậu tức giận nghĩ còn cố ý biến thành bộ dạng của chủ thần thứ này cũng xứng sao ly thừa giận dữ chất vấn ngươi có bệnh à giả mạo người để tìm đánh sao nguyên trương tiến lại gần cậu hơn ly thừa ôm ngực lùi ra sau hét lớn ngươi làm gì đứng lại duy trì khoảng cách an toàn lòng cậu thầm nghĩ mặc dù hắn là giả nhưng dùng khuôn mặt này cũng quá mê người rồi nguyên trương nghiêm túc hỏi không phải muốn đánh ta sao trốn cái gì ly thừa vội lắc đầu luyên luyện nói hôm nay ta còn có việc lần sau lại đến dạy dỗ ngươi lòng cậu thầm nghĩ phải nghĩ cách thoát thân trong rừng chợt vang lên tiếng động ly thừa kinh ngạc nhìn sang là tiếng của người bên trung tâm nghiên cứu vũ khí chú từ đến rồi cậu khẽ xoa eo nghĩ nếu bị anh ấy phát hiện mình lại ra ngoài bắt hồ yêu thì chắc chắn sẽ bị giáo huấn eo tối nay sẽ liệt mất nguyên trưng đen mặt nhìn cậu tiểu khanh hoảng sợ nghĩ xong rồi biểu cảm này không phải nghe thấy suy nghĩ của hồ ly chủ tử rồi chứ chủ tử tôi thắp cho cậu vài cái nến mong cậu bình an nguyên trưng sắc mặt không tốt nói nhanh cẩn chú tử thư sâu xí gì lần sau dùng mặt của bản tôn tiểu khanh ôm đầu nói chủ thần đại nhân dùng mặt của ngài thì hồ ly chủ tử chỉ ngày ngày quỳ xuống bái lại sao có thể bồi dưỡng tình cảm không phải lúc đầu ngài vì lo chủ tử sợ mình nên mới rút hồn đến mỗi thế giới ở cùng cậu ấy sao nguyên trưng đen mặt nhìn nó nói nhiều chuyện tiểu khanh lập tức im lặng nguyên trưng liếc mắt nhìn sang bên kia nói tóm lại thế giới này nhiều vấn đề bổn tôn cần ở lại thêm một thời gian tiểu khanh liền hỏi là lấy thân phận yêu vương nguyên trưng chỉ tay về một hướng nói không lấy thân phận xấu xí đó tiểu khanh nhìn sang là chú tử tiểu khanh thầm nghĩ nếu đây là xấu xí thì hãy để tôi trở thành như này đi ly thừa cũng cảm nhận được khí tức của chú từ ngày càng gần cậu quay người lại lén chạy mình phải mau chóng trốn đi trong lúc hoảng loạn quay đi cậu loạn chọn suýt ngã nguyên trưng luôn để ý đến liền vươn tay ôm cậu lại ly thừa siết chặt tay nói ngươi nguyên trưng giữ chặt lấy cậu cường hôn ly thừa đỏ mặt nghĩ tên khốn nạn này làm gì ta là người đã có vợ rồi nguyên trưng giận dỗi hôn sâu hơn còn dám nghĩ đến người khác ly thừa cố gắng phản kháng ưm cút cút ra lòng cậu hoảng hốt nghĩ cứu mạng bị khuôn mặt này cường hôn mình sẽ mơ thấy ác mộng bên kia chú từ nhìn quanh nghĩ hồ ly nhỏ đúng là không nghe lời vậy mà tự chạy ra ngoài theo định vị thì chắc chắn gần vạn yêu kháng ly thừa bên kia vừa thấy anh chú từ cũng sững sốt nhìn sang ly thừa bị thứ cổ quái cường bức chú từ lấy súng ra không do dự vừa bắn vừa hét tên kia mau dừng lại nguyên trưng nhẹ nhàng né tránh thấy nguồn linh lục trên thân súng và viên đạn nguyên trưng ghét bỏ nghĩ phế vật vậy mà còn cần linh lực của tiểu hồ ly bảo vệ nguyên trưng vươn tay phát ra luồn linh lực mạnh mẽ tiểu khanh có chút hoảng hốt chủ thần đại nhân ngài muốn giết một phần thần hồn của mình sao nguyên trưng không do dự phóng linh lực đi tấn công giết thì sao ly thừa hốt hoảng hét lớn chú trừ tránh ra chỗ anh vừa tránh luồng linh lực bay thẳng lên thân cây nổ mạnh ly thừa lo lắng chạy về phía anh chú tử anh không sao chứ có bị thương ở đâu không chú tử tức giận nói hắn bắt nạt em anh phải giết hắn nguyên trưng lạnh giọng nói không tự lượng sức tiểu khanh cố khuyên giải ngài đừng động thủ nữa hồn không toàn vẹn thì hậu quả rất nghiêm trọng hơn nữa giết chú từ thì hồ ly chủ tử sẽ hận ngài tiểu khanh có chút cạn lời nghĩ làm gì có ai ghen với nhân vật của mình chứ nguyên trưng khẽ nói hận ta anh giận dữ nói em ấy chỉ có thể yêu ta vừa dứt lời nguyên trưng liền hóa thành luồng sáng bay về phía chú tử chú tử đau đớn hét lên ôm lấy ngực ly thừa lo lắng nói chú tử anh sao vậy tiểu khanh hoảng hốt nghĩ chủ thần đại nhân này là đang cưỡng chế nhập hồn ly thừa lo lắng nói tiếp đại trưởng phu có được duỗi được chúng ta về trước sau đó tìm hắn báo thù sau cậu thẩm mỹ chú từ chắc là bị ảnh hưởng rồi phải mau đưa anh ấy rời đi cậu liếc mắt sang bên kia có chút hoang mang sao không thấy yêu vương đâu nữa chờ chú từ đứng dậy nhẹ nhàng bế cậu lên ly thừa liền nói em có thể tự đi chú từ chậm rãi nói đừng động ly thừa nhân cơ hội giải thích em không cố ý chạy ra ngoài mà không nói cho anh em không quen người đàn ông vừa rồi anh đừng giận em sẽ đánh răng tận 8 lần rồi mới hôn anh em bảo đảm chú từ liền tức giận nói không được đánh răng ly thừa đầu đầy chấm hỏi tiểu khanh nhịn không được nhắc nhở chủ thần đại nhân ngài phải diễn giống chút nếu không sẽ lộ chú từ liếc mắt nhìn nó lắm chuyện anh dịu dàng nói với cậu về nhà ly thừa do dự nói có thể không về trước không cậu lo lắng nghĩ còn chưa bắt được hồ yêu chú từ kiên quyết nói không thể ly thừa liền hỏi tại sao chú từ đỏ mặt đáp vì anh rất tức giận em phải nghĩ cách dỗ anh về đến phòng ngủ chú từ khoanh tay lại hỏi cậu đây chính là cách nhận sai của em ly thừa biến ra tai hồ ly quỳ trên giường không dám nhìn anh nói chỉ cần anh bớt giận làm gì cũng được chú từ nhanh chân leo lên giường giữ chặt tay cậu vừa hôn vừa nói vậy thì đến khi nào anh hài lòng thì thôi ly thừa có chút hoang mang nghĩ sao hôn anh ấy cảm giác thần lực của mình trở nên dồi dào hơn đợi a khanh về phải hỏi mới được tiểu khanh ngồi một góc hối lỗi hồ ly chủ tử mặc dù thân tôi ở tàu doanh nhưng tâm tôi mãi thuộc về cậu hy vọng khi cậu biết chân tướng sẽ không đuổi giết tôi trong mộng cảnh Ly Thừa đau đớn ôm lấy bản thân, trước mắt cậu dần hiện ra một người, là Nguyên Trưng, cậu khẽ gọi, "Tiểu Hắc Long." Ly Thừa chợt bừng tỉnh, chú Từ Trống cầm nhìn cậu hỏi, "Tiểu hồ ly mơ thấy ác mộng sao? Em luôn gọi Tiểu Hắc Long, đó là ai?" Ly Thừa ôm anh làm nũng, "Tiểu Hắc Long là tên xấu xa bắt nạt em, đợi em trở nên lợi hại sớm muộn gì cũng đánh hắn một trận." Chú Từ khẽ hỏi, "Em rất ghét hắn sao?" Ly Thừa đáp lời, "Không phải ghét, em là sợ hắn, em nói em không phải yêu. Anh có tin không?" chú từ xoa đầu cậu ô nhu nói chỉ cần anh nói em đều tin ly thừa vui vẻ nói tiếp em là cửu vĩ hồ thần chỉ là bây giờ nguyên thần đang bị thiếu hụt mà tiểu hắc long là một con rồng đen trên móng vuốt có dáng lôi ấn hình dạng khổng lồ che trời nơi đến điều là điềm lành là rồng đó anh không kinh ngạc sao lòng cậu thầm nghĩ ở đây không có thần thú trời sinh sao anh ấy không có chút bất ngờ nào vậy chú từ xoa tóc cậu khen ngợi tiểu hồ ly nhìn thấy rồng rồi à thật lợi hại cho nên em là bạn của tiểu hắc long sao ly thừa tức giận nói bạn cái gì nói đến đây em lại giận em tốt xấu gì cũng nuôi nó một thời gian nó lại hạ thủ không lưu tình với em lúc em nhặt được nó chỉ là con rồng nhỏ luôn coi nó là sủng vật không có linh trí mà nuôi sau đó nó thuận lợi tu luyện gặp thiên kiếp em tưởng nó là yêu nên ném nó vào trong trận sát ma nơi tốt hơn cho yêu tu luyện ai ngờ sau khi nó ra ngoài thì lại khôi phục thần vị lúc này em mới biết ban đầu nó là thần đang lịch kiếp đúng lúc bay lên bị thương hóa về nguyên hình trùng hợp được em nhặt về chuyện sát ma trận là em có lỗi không ngờ lại làm hại nó nhưng chúng em quan hệ rất tốt chú từ ôm chặt cậu nói ví dụ ly thừa trầm ngâm nói ừm tiểu hắc long biết phun lửa lúc em lạnh sẽ bảo nó sưởi ấm cho em hình minh họa là ly thừa nhàn nhã ngồi tiểu hắc long lấy hết sức bình sinh phun lửa sau đó nó còn biết triệu nước em dẫn nó đi tu sửa đê cho nhân loại kiếm được không ít tiền hình ảnh minh họa là ly thừa vui vẻ bên đống vàng tiểu hắc long bị vất kiệt sức lao động ly thừa nói tiếp em còn lấy nó làm dây thừng đánh bại đối thủ vô địch tam giới hình minh họa là ly thừa vui vẻ cầm tiểu hắc long đánh người nhớ đến đây cậu hơi chột dạ đột nhiên cảm thấy năm đó em cũng quá thiếu đánh chả trách nó trưởng thành thì tìm em gây phiền phức chú từ liền hỏi hắn làm gì em ly thừa vẻ mặt đau buồn nói nó đẩy em vào ác linh trận tận mắt nhìn em bị lôi kiếp đánh chính là vì nó em mới bị đen đuổi liên tục chín cái đuôi cũng đứt mất đi thần cách rơi vào hạ giới chú từ ôm lấy cậu an ủi vậy đúng là đáng chết tiểu hồ ly biết hắn ở đâu không anh đi rút xương rồng của hắn cho em làm dây thừng ly thừa bật cười nói ba ngày mà nằm mơ gì vậy nó hung dữ như vậy em tránh còn không kịp chú từ liền nói hắn không hung dữ ly thừa hoang mang nó có hung dữ không sao em có thể không biết ly thừa chợt đơ người nhìn người trước mắt chú từ đã biến mất thay vào đó là nguyên trưng anh dịu dàng nhìn cậu nói ta không hung dữ chút nào cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nhé đây sẽ là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành lâu dài hơn nữa chân thành cảm ơn mọi người chúc mọi người có một ngày vô cùng vui vẻ